Mấy bạn đã cũ, bạn muốn lên đời. Ôi cuộc đời, tiền bạc chẳng có. Thôi đừng nhăn nhó, đến ha công ngay. Nhăn nhó thì mình đến ha công. Hacom, doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh về sản phẩm công nghệ thông tin và thiết bị văn phòng. Hacom, nơi có dịch vụ thu cũ đổi mới, sửa chữa, thay thế linh kiện, laptop, PC hàng đầu Việt Nam. Hacom thu mua giá tốt, thủ tục nhanh gọn, tiền ngay máy mới, lên đời tùy chọn. Còn băn khoăn gì nữa mà không đến Hacom ngay. Để Hacom hướng dẫn các bạn cách tham gia chương trình thu cũ đổi mới nhé. Đầu tiên, các bạn truy cập vào website hacom.vn. Sau đó chọn vào dịch vụ thu cũ đổi mới lên đời. Tiếp theo, các bạn chọn sản phẩm của mình, điền tên sản phẩm và chọn tình trạng sản phẩm hiện tại. Bạn muốn đổi mới hay chỉ muốn bán lại thì cũng click vào nhé. Nếu bạn muốn đổi mới thì hãy chọn sản phẩm mình muốn lên, điền đầy đủ thông tin và cửa hàng gần nhất nơi bạn ở, rồi sau đó bấm bán ngay. Còn đối với mục bán lại, bạn chỉ cần điền đầy đủ thông tin và tìm cửa hàng nơi bạn ở gần nhất, sau đó ấn bán ngay và ra cửa hàng để nhận lại tiền thôi. Vậy bây giờ đến Hacom ngay.